Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, trong bối cảnh chiến sự căng thẳng ở Ukraine và sự can thiệp ngày càng gia tăng của phương Tây, Nga vừa qua đã quyết định sửa đổi học thuyết hạt nhân. Điều này đặt ra câu hỏi về ý định thực sự của Moscow và những rủi ro liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Triadkov cho biết, sự thay đổi là nhằm đáp trả hành động leo thang từ phương Tây, đồng thời quyết định này được đưa ra nhằm củng cố chiến lược gian đe hạt nhân của Nga. Được biết, học thuyết hạt nhân của Nga được Tổng thống Vladimir Putin ký vào tháng 6 năm 2020. Xác định rõ vũ khí hạt nhân đóng vai trò gian đề. Trong đó, tài liệu nêu rõ các tình huống mà Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả một cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân hoặc các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác nhằm vào Nga hoặc đồng minh của Nga. Ngoài ra, Moscow cũng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu bị tấn công bằng vũ khí thông thường mà đe dọa đến sự tồn vong của quốc gia tuy nhiên tới thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ những thay đổi cụ thể trong học thuyết hạt nhân của nga là gì và điều này có thể được moscow giữ bí mật để duy trì sự mơ hồ chiến lược có thể nga sẽ hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân tức là có thể sử dụng chúng trong các tình huống ít nghiêm trọng hơn so với trước đây do đó một phần của học thuyết hạt nhân của nga là bí mật và cũng có thể sẽ được sửa đổi Tuy vậy, đối với Trung Quốc, mặc dù là đối tác chiến lược của Nga, song quốc gia này đã nhấn mạnh lập trường phản đối việc sử dụng vũ khí hạt nhân khi Moscow tuyên bố sẽ thay đổi chính sách hạt nhân. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã tái khẳng định vũ khí hạt nhân không thể được sử dụng và chiến tranh hạt nhân không thể xảy ra. Đồng thời, bà Mao Ninh cũng kêu gọi tất cả các bên liên quan cần giữ bình tĩnh, kiềm chế và cùng nhau thúc đẩy giảm căng thẳng thông qua đối thoại và tham vấn. Trung Quốc đã nhắc lại tầm quan trọng của việc phòng ngừa chiến tranh hạt nhân, đặc biệt trong bối cảnh leo thang xung đột ở Ukraine. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc cũng đề cập đến tuyên bố chung được ký kết vào ngày 3 tháng 1 năm 2022. Bởi năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, gồm Trung Quốc, Pháp, Nga, Vương quốc Anh và Mỹ, theo hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT, năm quốc gia này được công nhận là các nước sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi các quốc gia khác như Ấn Độ, Israel, Pakistan và Triều Tiên cũng được cho là có sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong tuyên bố chung, các nước khẳng định không có bên nào chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra. Tuyên bố nhấn mạnh rằng vũ khí hạt nhân chỉ nên được sử dụng cho mục đích phòng thủ và ngăn ngừa chiến tranh. Trước đó vào tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga. Lời cảnh báo này đã gây ra lo ngại, đặc biệt sau các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga và cáo buộc của Moscow cho rằng Kiev đang tìm cách tấn công một nhà máy điện hạt nhân. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Nga hiện đang duy trì kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với 4.380 đầu đạn. Tiếp theo là Mỹ với 3.708, Trung Quốc với 500, Pháp với 290 và Anh với 225 đầu đạn hạt nhân. Động thái thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga là một hồi chuông cảnh báo lớn đối với những nước đang xung đột với Moscow, trong đó có Ukraine. Do đó, một cựu sĩ quan tình báo Mỹ đã cảnh báo xung đột Ukraine leo thang có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân và hủy diệt thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Mỹ Scott Ritter cho biết việc Ukraine tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp có thể bị Nga coi là một cuộc tấn công trực tiếp của Mỹ, NATO và lãnh thổ Nga. Ông Ritter khẳng định, một cuộc tấn công như vậy có thể được coi là màn dạo đầu cho một cuộc xâm nhập quân sự lớn hơn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng của Mỹ là gây ra thất bại chiến lược với Nga vì cựu sĩ quan tình báo mỹ cũng chia sẻ rằng nga đã nói rõ rằng với tư cách là một cường quốc hạt nhân họ không chỉ sẽ không bị đánh bại về mặt chiến lược mà còn không thể bị đánh bại bởi trong trường hợp đó nga sẽ phải sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình để đảm bảo rằng kịch bản đó sẽ không bao giờ xảy ra điều này đồng nghĩa với một cuộc chiến tranh hạt nhân Ông Ritter cũng nhắc lại những cảnh báo của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đã hoài nghi về niềm tin rõ ràng của Mỹ rằng xung đột Nga-NATO sẽ chỉ giới hạn ở châu Âu và tuyên bố một cuộc tấn công trả đũa của Nga vào Mỹ là có thể xảy ra nếu một xung đột bùng phát. Ông Ritter cảnh báo đây là một sự leo thang rất nguy hiểm, có thể nhanh chóng tạo ra các điều kiện thuận lợi cho không chỉ xung đột hạt nhân quy mô hạn chế, mà là một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, một thảm họa toàn cầu kết thúc mọi thứ, sự hủy diệt của Mỹ, sự hủy diệt của Nga, sự hủy diệt của châu Âu, sự hủy diệt của thế giới. Ông cũng nói thêm rằng Ukraine đã thua trong cuộc chiến và Kiev không thể thực hiện bất kỳ hành động nào để làm nghiêng cán cân có lợi cho mình nhằm thay đổi kết cục này. Cựu sĩ quan Mỹ nhấn mạnh, Tất cả những gì họ làm là khiêu khích Nga mở rộng cuộc xung đột này, và không chỉ Ukraine mà cả châu Âu, Mỹ và phần còn lại của cả thế giới phải trả giá. Hy vọng rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andrei Jermak sẽ được Mỹ tiếp đón và các đề nghị của họ về việc sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga sẽ bị bác bỏ. Bởi vì chỉ có một kết quả nếu Mỹ bật đến xanh cho sự leo thang này, đó là chiến tranh hạt nhân toàn diện. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 31 tháng 8 thông báo một phái đoàn Ukraine gồm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, các sĩ quan từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine và người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine đã đến Washington và tham gia các cuộc họp ở nhiều cấp độ khác nhau. Ông Zelensky cho biết một trong những vấn đề quan trọng được đưa ra thảo luận trong các cuộc họp là khả năng Ukraine được phép sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga Ông cho rằng đây là chìa khóa để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga và Ukraine. Ông cũng cho biết các đại diện của Ukraine đang đối thoại với các đối tác của Kiev về nhu cầu cần thêm các hệ thống phòng không cho Ukraine. Từ lâu, Ukraine đã lập luận rằng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí tầm xa đang kìm hãm nỗ lực chiến tranh của Kiev, trong khi Washington tuyên bố rằng việc cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ có thể làm leo thang xung đột. Tuy vậy, Ukraine gần đây đang tiếp tục gia tăng sức ép để buộc Mỹ và phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng vũ khí tầm xa, trong bối cảnh cuộc xâm nhập của Kiev và tỉnh Kursk của Nga vẫn tiếp diễn. Nhà Trắng vẫn chưa thay đổi lập trường, mặc dù một số chính trị gia Mỹ ủng hộ các yêu cầu của Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, nhà ngoại giao cấp cao của Moscow vừa qua đã cảnh báo hậu quả nếu Ukraine bắn vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ vào lãnh thổ Nga. Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov cảnh báo hôm 2 tháng 9, Mỹ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp nếu các kế hoạch leo thang xung đột Ukraine của họ thành hiện thực. Theo ông, nếu vũ khí phương Tây bị bắn vào sâu bên trong nước Nga, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến cả hai bờ Đại Tây Dương. Ông Antonov đã bình luận về chuyến đi gần đây tới Mỹ của các quan chức cấp cao từ Kiev, bao gồm Andrei Yermak, tránh văn phòng của nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov. Theo truyền thông Mỹ, các quan chức này đã đệ trình một danh sách các mục tiêu của Moscow nhằm thuyết phục Mỹ cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa bắn vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ukraina dường như kỳ vọng bản danh sách này sẽ giống như việc họ nêu ra kế hoạch sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào các mục tiêu Nga nhằm tự vệ. Kiev lập luận rằng việc họ bị cấm sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào Nga khiến quân đội Ukraine bị bất lợi ở tuyến đầu. Ông Antonov cảnh báo sự leo thang tiềm tàng sẽ không chỉ giới hạn ở lục địa châu Âu nếu vũ khí tầm xa phương Tây bị bắn vào lãnh thổ Nga. Ông Antonov tuyên bố ý tưởng của Western về việc để châu Âu chống lại Nga thông qua cuộc khủng hoảng Ukraine sẽ không thành hiện thực. Mỹ sẽ không thể ngồi ngoài cuộc nếu tình hình hiện tại leo thang thành một cuộc xung đột toàn cầu. Moscow coi cuộc xung đột ở Ukraine là cuộc chiến tranh ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, cáo buộc Washington coi binh sĩ Ukraine như bia đỡ đạn. Ông tuyên bố bất chấp phương Tây viện trợ bao nhiêu vũ khí cho Ukraina, Nga sẽ đạt được mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Không còn nghi ngờ gì nữa, Nga sẽ đương đầu với thách thức mới đối với an ninh của mình và các mục tiêu và mục đích của hoạt động quân sự đặc biệt sẽ được thực hiện đầy đủ. Ukraine đang nỗ lực kêu gọi Mỹ cởi trói, quyền sử dụng vũ khí tầm xa, trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, khi Kiev lo ngại rằng chiến thắng của cựu Tổng thống Donald Trump có thể đồng nghĩa với việc Washington sẽ giảm viện trợ cho Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử, đồng thời chỉ trích viện trợ quân sự của Mỹ cho Kiev. Kiev đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và phương Tây cho phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga, đặc biệt là khi quân đội Nga di chuyển vũ khí có giá trị cao, ví dụ như máy bay quân sự và các trung tâm chỉ huy xa ra tiền tuyến một sĩ quan Ukraina nói với CNN về quan điểm của phía Kiev. Chúng tôi coi các cuộc tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ không khiêu khích hơn các cuộc tấn công bằng vũ khí của Mỹ vào lãnh thổ Nga gần biên giới. Cả hai đều là lãnh thổ Nga và không có sự khác biệt nào giữa các mục tiêu dù nó nằm sâu tới đâu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại!